Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn cô Vạn Đông. Dạ, con kính lễ Chư Tăng Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng quý vị có mặt ở Diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 8 tây tháng 10 năm 2021, Diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 111 phẩm xa phẩm ngàn xa xa quốc á. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, quý vị thỉnh thoảng cho biết âm cho biết tín hiệu, tại vì cũng cũng không chắc là cái đường nét nó có tốt hay không nha. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavanang abhivade. It's 7 o'clock. Svakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Sathu. Dạ, một lần nữa con kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn số 111, ba con số 1. Phẩm ngàn, phẩm sa quốc khác. Trong phẩm này thì chúng ta sẽ học những câu pháp cú liên quan đến những con số, như liên quan những con số hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn. Thì những cái con số đó nó có ý nghĩa gì trong pháp cú. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến câu 111. Câu kệ ngôn pháp cú số 111 có nội dung như sau. Yo cha wa sa sa tăng chi vê đúc bằng nhô a sa ma hi tô e ca hăng chi vi tăng say yô bằng nha văn ta sa cha yi nô. Yo cha wa sa sa tăng chi vê đúc bằng nhô a sa ma hi tô a ca hăng chi vi tăng say yô bằng nha văn ta sa cha yi nô. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày có tuệ có thiền định. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày có tuệ tu thiền định. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Lục. Bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Và người nào có tuệ tồi không định tĩnh, có thể sống 100 năm, mạng sống 1 ngày có người có tuệ có thiền là tốt hơn. Nam Mô Bụt Thà Giá. Và kính thưa quý vị, thì trước tiên chúng ta sẽ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 111 này. Đối với câu kệ ngôn pháp cú số 111 này, chúng ta đã được làm quen với câu số 110. Có những từ vựng đã xuất hiện ở đây. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi lại cho đầy đủ. Câu đầu tiên là Yo cha wa sa sa tăng chi quê. Yo cha ta sa. Yo cha wa sa tăng. Wa sa sa tăng chi quê. Yo là người nào. Yo là người nào.
chá có nghĩa là và. Wasa satang, wasa satang thì chúng ta có cái từ là wasa cộng với lại chữ satang. Wasa là năm, cũng có nghĩa là mùa mưa. Trong cái mùa an cư kiết hạ cũng dùng cái từ wasa này, nhưng mà cái từ thông dụng thì là một năm, chữ wasa là năm. Satang là số 100. Nhà Wasa Satang là 100 năm. Wasa Satang. Chi quê là có thể sống. Có thể sống. Vô cha Wasa Satang chi quê. Câu thứ hai, đúp banh nhô asama hito. Nhô asama hito. Đúp banh nhô ở đây là chữ đú cộng với lại chữ banh nha. Banh nha là người đú là không có tốt, không thiện, hoặc là cũng nói là xấu, là ác. Banh nha là trí tuệ. Ác tuệ hoặc là không có tuệ, không có trí tuệ. Ác tuệ hay là không có trí tuệ. Asamahito. Asamahito. Á cộng với lại samahita là samahita trong cái từ định tĩnh, và có cái từ phủ định á phía đầu thì là có nghĩa là không có định tĩnh hay là không có thiền đó, không có thiền định. Asamahito không có thiền định, không có định tĩnh. Dupanyo asamahito. Câu thứ ba là Eka hang chi vitang seyo. Eka hang chi vitang seyo. Eka hang chi vitang seyo. Eka hang. Eka ahang. Eka ahang. Chúng ta có hai từ. Eka là một, con số một. Là đêm hay là ngày, một ngày. E cá là một, a há là ngày. Chúng ta có cái từ là e ca hăng ghép lại là một ngày. Chi quý tăng có nghĩa là sự sống hoặc là đời sống. Có cái sự, có cái việc sinh sống. Có cái đời sống. Seiyo là tốt hơn. Seiyo là tốt hơn. Câu cuối cùng, câu thứ tư, Panya Wantasa Chayino. Panya Wantasa Chayino. Panya Wantasa. Panya cộng với Quan Tú là người có trí tuệ. Người có trí tuệ. Panya là Panya. Panya là trí tuệ. Cộng với lại cái quan tú. Quan tú được chia theo sở thuộc cấp. Quan tát sát, người có trí tuệ. Chayino là cũng là người có thiền, thiền định. Người có thiền định. Người có thiền định.
Người nào có tuệ tồi không định tĩnh có thể sống 100 năm. Mạng sống ngày của người có tuệ, có thiền là tốt hơn. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Ngài Giới Đức: trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng vật, ác trí ác tà, một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tệ thật là tốt hơn. Và đó là cái phần sơ lược ý nghĩa của từ vựng câu 111 và 111. Yo cha wan yo cha wa sa sa tang chi we do pan yo asama hito eka hang chi wi tang se yo bai wan ta sa cha yi no. Dạ, nam mô Buddhaya. Sa thú, sa thú. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì trước khi đi vào phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn này, chúng ta sẽ tiếp tục về cái phần mặt từ ngữ để chúng ta có thể nắm bắt một cách nhanh gọn trong cái câu kệ ngôn này. Vô cha quá sát sát tăng chi quê, đời sống vị nào mà có cái đời sống 100 năm, sống thọ 100 tuổi đó. Chúng ta thấy rằng cái câu trong câu kệ ngôn pháp cú số 111 này, cũng như là các câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta vừa học và có một số câu sắp tới, thì chúng ta thấy rằng có một cái sự so sánh về cái thời gian. Và đặc biệt trong những cái câu liên tục, những câu pháp cú mà chúng ta sẽ học, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái sự so sánh. Thứ nhất là về thời gian. Thứ hai đó là về cái mặt an lạc, tinh thần, về mặt tinh thần. Thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh là một người có thọ mạng sống 100 năm. Và đây cũng như là một người sống thọ 100 năm. Và so sánh đối lập với một người sống một ngày, Eka Hăng với lại Vasasatang, 100 năm với lại một ngày. Đó là cái vế so sánh đầu tiên. Cái vế so sánh thứ hai, chúng ta thấy rằng là Dupanyo Asamahito là ác tuệ, không có thiền định. Hoặc nói rõ hơn, chữ Dupanyo ở đây là Nipanyo, tức là nó là không có trí tuệ, xa lìa trí tuệ, xa lìa cái trí tuệ. Và cái trí tuệ ở đây cũng phải được hiểu đó là cái trí giải thoát, thưa quý vị. Thiền định cũng được hiểu đó là thiền định, thiền quán, thiền chỉ, và đặc biệt là thiền mà của cái vị giải thoát, chứ không phải đơn thuần là cái trí tuệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày hay là chúng ta ngồi thiền hàng ngày. Đây là cái vế so sánh thứ hai. Dupanyo Asamahito là không có trí tuệ hay là không có thiền định, so với lại là Panyavantassa Chayino, người có trí tuệ, người có thiền định. Đó là hai cái vế mà chúng ta cần được nắm bắt ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú này và trong những câu kệ ngôn pháp cú liên kế tiếp đó. Trong cái việc mà so sánh hai cái vế so sánh này thì chúng ta thấy rằng nhiều khi lại làm cho mình bị hiểu chưa có đầy đủ, là có tuệ có thiền định là như thế nào, mà tại sao Đức Phật Ngài lại sử dụng cái vế so sánh là chỉ cần sống trong một ngày còn tốt hơn
cao thượng hơn, đáng quý hơn là người sống cả trăm năm mà không có trí tuệ, không có thiền. Nếu mà đem trong cái hiểu thường tình của mình đó, thì có thể mình hiểu rằng là người có trí tuệ là người thông minh sáng suốt, người không có trí tuệ là người ngu đần, dốt nát hoặc là thiểu năng. Nhưng mà nếu mà hiểu theo cách đó thì mọi người chúng ta đây ai cũng có cái trí óc thông minh, có thể đọc, có thể nghe, có thể suy nghĩ, có thể lý luận vân vân. Nhưng mà cái trí tuệ đó không được nói đề cập chỗ này. Và cái việc mà chúng ta mỗi ngày chúng ta tu thiền, chúng ta niệm hơi thở, chúng ta theo dõi các cái đề mục, cái thiền đó cũng chưa đủ để mà đề cập ở chỗ này. Mà quý vị cần lưu ý đó là ở đây Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh trong cái việc đó là trí tuệ của những vị đã diệt trừ các lậu hoặc, thiền định của các vị đã diệt trừ các lậu hoặc. Thì cái việc đó đó nó rất là quý giá, không chỉ cần một ngày đâu, mà chỉ cần một giây phút nào đó thôi cũng xứng đáng, cũng quý giá, cũng cao thượng hơn là những cái giây phút mà chưa có đối với những ai mà chưa có cái nếm trải, cái kinh nghiệm của cái vắng lặng các lậu hoặc. Thì đó là cái định nghĩa thêm, nói cho rõ thêm đối cái vấn đề ở trong cái câu kệ ngôn Pháp Cú này. Và cái duyên sự tới quý vị rằng cũng khá là đặc biệt cái duyên sự này. Chúng ta nghe kể nhiều, rất là nhiều ở trong những cái bài pháp mà chúng ta nghe và trong những cái bài kinh mà chúng ta đọc đó, thì có những cái cuộc gặp gỡ, có những cái cuộc tiếp xúc và có những cái cuộc gọi là tế độ rất là đặc biệt. Và trong cái trường hợp duyên sự ngày hôm nay chúng ta học cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Trong trường hợp đặc biệt là như thế nào? Là thưa quý vị rằng cái đối tượng mà chúng ta mà duyên sự nhắc đến ngày hôm nay đó là các cái tên cướp nha, các cái tên cướp xuất gia thành đạo. Câu chuyện này được nói đến khi Đức Phật Ngài đang ngự tại Đức Phật Ngài đang ngự tại chùa Kỳ Viên Chetavana. Đề cập đến một cái vị trưởng lão Khanukkondanya. Cái vị trưởng lão Khanukkondanya này là một cái vị xuất gia. Sau khi học thiền, học đề mục với Đức Phật và xin đi thực hành, đi nhập hạ ở nơi khác. Và sau cái sự nỗ lực tinh tấn của mình á, thì cái vị này đã đạt được cái thánh đạo thánh quả, hán đạo hán quả. Chúng ta chưa nói cái điểm này là đặc biệt. Thì khi cái vị này tìm cơ hội để mà trở về thăm viếng Đức Phật, cũng như là trình lên Đức Phật cái thành quả của mình đó, thì trên đường về trời sập tối, vị này đã tìm đến một cái nơi tĩnh lặng để mà nghỉ ngơi. Và đối với cái vị thánh tăng đó, thì các ngài nghỉ ngơi bằng cái phương pháp đó là an trú trong thiền. Và cũng trong một cái duyên sự đó, một cái nhóm cướp
vừa hoàn thành xong cái công việc cướp bóc của mình và trên con đường trốn chạy. Và khi mà đã cảm thấy an toàn, trời cũng sập tối, thì các tên cướp này cũng tìm một cái nơi vắng vẻ để mà trú ngụ để ngày hôm sau lên đường tiếp. Thì khi các tên cướp này vào cái nơi vắng vẻ yên lặng đó, và tình cờ là ngay cái nơi mà ngài trưởng lão Khanu Kondanya này đang an trú thiền định, và trong một cái khung cảnh đó là trời đang nhá nhem tối, không nhìn thấy rõ cái mọi vật, thì những cái tên cướp này nghĩ rằng cái vị trưởng lão đang ngồi thiền là một gốc cây. Cái gốc cây trong rừng thì rất, cái gốc cây nào cũng giống gốc cây nào, hoàng những cái đồ mà mình cướp được đó, hoàng lên cái gốc cây đó, bỏ xung quanh cái gốc cây đó chất thành đống và lăn ra ngủ tại chỗ đó. Thì sáng sớm, tờ mờ sáng hôm sau, khi mà tranh thủ để mà tiếp tục cái con đường trốn chạy của những tên cướp, họ lại lấy những cái món đồ hoàng ở trên gốc cây đó. Khi mà lấy gần hết những cái món đồ đó thì tự nhiên thấy gốc cây đó động đậy. Thì lúc đó là ngài trưởng lão ngài xả thiền, ngài cũng tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Khi mà thấy gốc cây động đậy đó, quý vị, rằng cái đêm hôm trước á thì nghĩ đó là gốc cây, đinh ninh đó là cái gốc cây. Nhưng mà tờ mờ sáng hôm sau thì gốc cây nó động đậy. Quý vị nghĩ rằng ở trong rừng mà hoang vắng, hoang vu mà cái gốc cây nó động đậy thì chỉ có ma thôi. Chỉ có ma. Những tên cướp này mới la lên là Amanuso, Amanuso. Amanuso là phi nhân, phi nhân. Chạy tán loạn hết. Cướp cũng sợ. Ở trong rừng cướp cũng sợ ma. Thì khi mà chạy tán loạn như vậy thì ngài trưởng lão ngài rất là bình thản, ngài mới nói là không phải, ta là một vị xuất gia, ta là một vị tỳ kheo xuất gia. Thì khi mà trấn an lại thì các cái tên cướp này mới hoàn hồn tỉnh vía, mới lại bắt đầu mới hỏi chuyện. Cái điểm này là cái điểm rất là đặc biệt đây. Những tên cướp này khi mà nhận ra đó không phải là ma, đó không phải là gốc cây, đó không phải là cái thứ gì khác, mà là một con người sống, một cái người tu sĩ bằng da bằng thịt. Thế nhưng mà trong suốt một đêm vừa qua, cả đống đồ của cái chiến lợi phẩm mà mình cướp lại được chất đè lên cái vị xuất gia này, cái vị tỳ kheo này. Nhưng mà sáng ra cái vị này không có hề hấn gì hết, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thản. Thì phải nói rằng cho dù là một cái người tướng cướp có mạnh bạo tới đâu, có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có thể nào mà có được cái thần lực như vậy được. Chỉ cần mà một cái mền hay là cái gì đó mà trùm lên che kín lại là cũng đủ ngộp thở mà tá hỏa, hay là tỏ vẻ sân hận cọc cằn, hoặc là có thể dẫn đến tử vong. Nhưng đối với cái vị xuất gia này thì phải nói rằng không có hề hấn gì hết. Trong suốt một cái thời gian dài của một đêm như vậy mà cả một đống đồ, thì đồ cướp mà đâu có phải là quần áo, đâu có phải là đồ nhẹ đâu, thưa quý vị. Cướp thì nó phải lựa cái gì nó có giá trị. Mà trong cái chú giải Pháp Cú Kinh đó thì ghi rằng là tới 500 tên cướp lần. Thì quý vị nghĩ rằng biết bao nhiêu là đồ đạc, họ chất thành đống để mà dễ quản lý đó. Mà sáng hôm sau thì phải nói rằng cứ nghĩ là gốc cây, mà thấy gốc cây động đậy, nghĩ là phi nhân, nghĩ là ma, quỷ.
Nhưng mà thật ra đó là một cái vị xuất gia rất là từ tốn. Thì với cái điều đặc biệt này của một cái vị xuất gia đó thì các cái tên cướp rất là thán phục, phải nói là rất là thán phục. Bây giờ mà các vị nào mà nói chung là gặp một cái người xuất gia khổ hạnh thôi, không uống nè, hoặc là gặp một cái vị nào đó là thiền định, ngồi thiền định suốt 3 ngày 3 đêm, hoặc là một cái hiện tượng gì đó mà mình khó tin, là đi trên không, lướt trên nước, ngồi thiền thở khỏi mặt đất 1-2 gang tay, thì quý vị rằng liệu rằng quý vị có một cái cảm giác là khiếp sợ. Tự nhiên lúc đó có bao nhiêu cái tiền tài, bao nhiêu cái tài sản, bao nhiêu cái là danh vọng, bao nhiêu cái là hơn thua đó đều không có bằng một cái thần lực nó mà ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Thì cái nhóm các tên cướp này cũng như vậy. Cho dù là tên cướp, những cái người tên cướp này có mạnh mẽ, có hung bạo, có dữ dằn bao nhiêu á, thì đối với cái hiện tượng thần lực mà của một vị xuất gia như vậy thì rất là thán phục, phải nói là cảm phục. Và khi mà đến Lân La để mà hỏi chuyện đó, thì các tên cướp này trước tiên là có cái sự thán phục ở trong tâm rồi, và nghe cái vị trưởng lão này nói chuyện một cách rất là từ tốn, rất là nhã nhặn, và với cái thái độ từ tâm của ngài trưởng lão thì các cái tên cướp này muốn là những người đệ tử đi theo ngài, và ngài sẵn lòng để mà cho cái xuất gia cho những người này. Thì trong câu chuyện thì chúng ta chỉ hiểu vắn tắt là ngài tiếp độ cho 500 tên cướp. Còn cái câu chuyện mà để mà tiếp độ như thế nào thì chúng ta có thể là hình dung trong cái bối cảnh thời bấy giờ. Và khi trở thành những cái vị tu sĩ là đệ tử của ngài Khanukka, Khanukkondanya. Ngài tên là Kondanya, nhưng mà bởi vì cái sự kiện là 500 tên cướp tưởng lầm ngài là gốc cây, cho nên sau này được ngài được gọi là Khanu con đánh nhá, là vị trưởng lão gốc cây đó nha. Thì ngài trưởng lão cùng với những vị tân sư này về gặp Đức Phật, và sau khi trình bày lên những cái sự việc đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua, thì Đức Phật ngài đã có một cái thời pháp sắp tấn đối với 500 vị tân sư này. Đức Phật trong nội dung thời pháp thì Đức Phật ngài nói rằng cái việc mà một người sống lâu mà không có biết cách để mà đạt được những cái trí tuệ, những cái thiền định, loại trừ các cái phiền não, thì nó cũng không có bằng đối với một cái người sống trong một ngày nhưng mà đạt được, nếm được, hưởng được, kinh nghiệm được những cái trí tuệ, những cái thiền định đối với những người, đối với cái việc là không còn phiền não. Thì khi mà nghe cái thời pháp và được sắp tấn của Đức Phật đó, thì 500 tên cướp, 500 vị tân sư đã chứng được thánh đạo thánh quả A-la-hán. Khi mà đi đến cuối câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy được một cái điều, không phải đơn thuần 500 tên cướp này, chúng ta thấy rằng đến cuối câu chuyện đều chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy rằng lúc mà 500 tên cướp này gặp ngài trưởng lão, nó không phải đơn thuần là tên cướp gặp người tu sĩ, mà là những người
à. A-la-hán kiếp chốt gặp nhau. Quý vị nghĩ tới đây quý vị mới thấy hết hồn. Những vị A-la-hán kiếp chốt gặp nhau thì cái duyên sự chúng ta thấy rằng nó sẽ rất là đẹp. Cho dù là ở hình thức nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng thì các vị này đã chứng được thánh đạo A-la-hán. Cái điểm này đó cho chúng ta có một cái nhìn tích cực cũng như là tiêu cực. Nó tiêu cực thì không phải, mà một góc nhìn đó là cần phải cảnh giác và cảnh báo đối với mình, đối với chúng ta hiện bây giờ là những người có cái nhận thức, những người đang học Phật pháp. Cái điều đó thì như thế nào? Thứ nhất đó là những cái vị tân sư là những tên cướp, là những người có đầy đủ các ba la mật, những người có đầy đủ những cái gọi là điều kiện, khi mà gặp đúng thời điểm thì những người này sẽ lãnh ngộ giáo pháp. Nhưng một cái điều cảnh giác và cảnh báo đối với cái bài học ngày hôm nay mà chúng ta có thể rút được cho riêng mình đó, quý vị thấy rằng kiếp chót là vị A-la-hán á, thì phải nói là phước báo không biết bao nhiêu là kể cho xiết. Nhưng mà quý vị có thử đặt câu hỏi tại sao những người này trở thành những tên cướp hay không? Chúng ta cũng không có lạ gì trong những cái bài kinh mà chúng ta gặp là có những cái người trước khi xuất gia thành đạo, được nghe pháp, được thấu hiểu giáo pháp, từng là những kỹ nữ, từng là những tên cướp khét tiếng, từng là những người nô lệ, vân vân. Thì một cái lời cảnh báo đó là chúng ta đừng có ỷ lại cái phước báo của mình là bao nhiêu. Chúng ta đừng có ỷ lại đó là chúng ta tu tập làm phước bấy nhiêu là đủ. Và chúng ta đừng có xem thường những cái việc ác xấu nhỏ nhen. Bởi vì trong cái luân hồi đó, chúng ta không thể nào mà biết trước được cái luân hồi nó sẽ trở thành cái gì, nó sẽ đưa đẩy chúng ta đi về đâu. Và trong cái kiếp sinh đó, chúng ta ra như thế nào. Chính vì vậy đó, như Tịnh Đạt có trình bày cho quý vị đó là chúng ta không phải sống bây giờ để mà chuẩn bị cho tương lai, nhưng chúng ta phải rất là thận trọng trong cái thân khẩu ý để mà chi, để mà hạn chế cái rủi ro, hạn chế cái rủi ro trở thành những cái kiếp tái sanh bất hạnh. Bất hạnh ở đây là thiếu về mọi mặt, thiếu về cái trí tuệ. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải trau dồi cái trí tuệ. Bất hạnh chúng ta có thể thiếu về vật chất, cho nên bây giờ chúng ta phải bổ sung cái phước Phật. Bất hạnh về cái khả năng gặp lại những người hiền trí, những người có cái sự những người bạn lành đó, hay là bất hạnh rủi ro chúng ta sanh làm những cái loài bàn sanh, bất hạnh rủi ro chúng ta sanh làm những cái người cực khổ, nghèo khổ, và có cái khuynh hướng đó là mưu sinh bằng những cái nghề nghiệp không tốt. Đó là những cái rủi ro mà chúng ta có thể đón trước được, và chúng ta cố gắng giảm thiểu càng nhiều càng tốt những cái rủi ro đó ngay trong cái lúc này. Thì đó mới là cái sự mà khôn ngoan, chứ không phải là chúng ta tạo phước làm công đức để mà hưởng công đức. Nói một cách khác đó là chúng ta cố gắng gìn giữ thân cẩu ý
để mà giảm thiểu cái rủi ro, giảm thiểu cái rủi ro trên con đường phấn đấu phát triển về mặt tâm linh. Chứ không phải đơn thuần là chúng ta làm phước để hưởng phước. Cái làm phước hưởng phước thì chúng ta thấy rằng ở trong thế gian này cũng rất là nhiều những người sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ các cái điều kiện, nhưng mà bởi vì thiếu cái vấn đề đó là cái trí tuệ, hiểu biết rằng những cái phước báo này nó sẽ nâng đỡ cho cái việc đó là phát triển trên con đường tu tập. Cho nên khi mà có phước rồi, hưởng phước rồi cũng như không à. Cái cả sanh lên cõi trời làm chư thiên, hưởng các cái phước báo chư thiên, nhưng mà thiếu cái định hướng thì cuối cùng hết cái phước báo thì cũng trở lại như cái người bình thường thôi. Chúng ta có hơn nhau hay hơn nhau hay không, đó là cái khuynh hướng, cái định hướng của cái việc mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp, chúng ta làm ở công đức. Cái điều này nó quan trọng lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta ít có cái điều kiện để mà chúng ta nhìn thấy cái điều này. Thường thì khi mà các cái diễn đàn hay là các cái buổi mà giảng pháp thường lệ đó, một tháng hai kỳ đó, thì là cái thời gian rất là ngắn, và những cái đề pháp đó thường là những cái đề pháp phải là chọn tập ý làm cái chủ đề, cho nên ít có cái thời gian các vị pháp sư giảng sư để mà phân tích, để mà hướng dẫn. Chỉ có là những cái lớp học có cái thời gian một tuần lễ 10 ngày, nửa tháng, hay là có những cái cuộc thảo luận, hay là chúng ta phải hy sinh cái thời gian chúng ta ngủ nghỉ, thời gian chúng ta hưởng thụ cái đời sống thế gian để mà xuất gia, để mà vào trường thiền, để mà tham gia các cái lớp học dài hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng thời gian, nhiều cái thời gian không gian để mà nghe được những cái chia sẻ này. Thì đó là một cái điều mà Tịnh Đạt muốn nhấn mạnh ở trong cái duyên sự này. Cái việc mà 500 tên cướp xuất gia và được nghe giáo pháp, được lãnh ngộ giáo pháp đó, phải là phước báo rất là lớn, phước ba la mật rất là đầy đủ. Nhưng mà phải nói là một cái cản trở, một cái rủi ro. Cho nên vị này trong cái thời kiếp hiện tại là những tên cướp. Quý vị thấy rằng làm tên cướp nó không phải là nghề, mà đôi khi nó là cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó đưa đẩy. Mà cái hoàn cảnh nó do đâu? Do mình không có ngay trong cái lúc này mình không có là hạn chế cái rủi ro để mà đưa đẩy cái hoàn cảnh đó. Nha. Hiện tại thì giống như là ở cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ đó, Trình Đạt có tìm hiểu một cái số nơi người ta có phân tích đó. Cái dịch bệnh bây giờ nó rất là phức tạp. Nó phức tạp ở chỗ đó là lây lan, cái chỗ đó là dân số, dân cư. Và nó phức tạp vào mỗi chỗ là hậu dịch, tức là sau khi dịch đã được kiềm chế, đã được kiểm soát, thì cái hậu quả của cái dịch nó là như thế nào? Mất công ăn việc làm, rồi xảy ra nạn trộm cướp. Thì đó là những cái hoàn cảnh nó đẩy đưa. Những người khôn khéo, những người có cái sự chuẩn bị, đón trước vấn đề, thì người ta sẽ có sự chuẩn bị. Và cái sự chuẩn bị này nó sẽ giảm cái rủi ro là đưa đẩy đến cái hoàn cảnh phải bần cùng sinh đạo tặc. Thì trong cái việc tu của mình cũng vậy thôi. Mình cứ việc tu là chúng ta phải tính bằng đời, bằng kiếp, chứ không phải tính bằng ngày, bằng tháng, bằng năm. Cho nên trong những cái thời gian trong tương lai, hay là những kiếp tương lai, chúng ta phải đón trước, chúng ta phải bình tĩnh nhìn trước, nhìn xa, để mà giảm cái rủi ro đến những cái hoàn cảnh éo le. Như là không có phước vật, không có phước đức, không có phước trí, thì chắc chắn rằng cái tương lai của mình sẽ mịt mờ.
Sư Tịnh Đạt nhớ rằng có xin chia sẻ với vị cái bài giảng của ngài Lady Sayadaw, cái ngài trưởng lão bên Miến Điện đó, ngài chia sẻ hai cái vấn đề rất là hay. Ngài nói rằng muốn được lãnh ngộ giáo pháp, Tịnh Đạt nói là lãnh ngộ giáo pháp đó, tức là có thể nghe pháp, hiểu được giáo pháp và chứng đạt được giáo pháp đó, thì cần phải có cái trí tuệ về thiền định, thiền quán. Trí tuệ về thiền định, thiền quán ít nhất là vào cái việc mà là phân biệt danh sắc, đó là cái nhân để mà có thể liễu ngộ, lãnh ngộ được giáo pháp. Cái điều thứ hai đó là cần phải bổ túc thêm về cái phước vật, phước đức để giảm thiểu cái rủi ro trong tương lai mình bị rơi vào những cái hoàn cảnh éo le, giống như là phải sanh làm những người trong cái thời, trong cái cuộc sống khó khăn, sống trong một cái hoàn cảnh môi trường xung quanh không có ai biết thiện ác là cái gì, xong một cái môi trường đó là phải hơn thua, phải ganh ghét, phải đôn chiên, thì phải nói rằng đó là cái rủi ro rơi vào hoàn cảnh éo le. Và khi mà mình biết trước được những cái rủi ro đó thì mình phải hạn chế, giảm thiểu bằng cách đó là vun bồi ngay trong cái lúc này. Đó là một cái lời cảnh báo mà chúng ta rút được ra trong cái bài học này đối với những cái vị tân sư từng là những cái tên cướp. Quý vị thấy rằng những cái vị này là kiếp chót là vị A-la-hán đó, chứ không phải là đùa đâu. Nhưng mà vẫn bị cái rủi ro nó đẩy đưa trở thành những cái tên cướp. Và nhiều cái trường hợp khác nữa mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển có nhắc tới. Rất là nhiều trường hợp mà các vị này là kiếp chót có là A-la-hán, cho nên dẫu sao đi nữa cuối cùng các vị này cũng là những cái vật vô lậu, đoạn tận, không còn cái luân hồi. Nhưng mà chúng ta thì bây giờ không biết có thầy bói nào mà nhìn ra được cái khi nào mà chúng ta được như các vị này hay không. Cho nên nó mịt mờ lắm đó quý vị. Chính vì cái mịt mờ đó nó làm chúng ta phải rất là cẩn trọng trong cái thân, cái khẩu, cái ý. Một cái điều nữa Tịnh Đạt muốn chia sẻ, nó hơi dài dòng tí xíu, nó hơi chuyên sâu tí xíu. Nó không phải dài dòng mà nó hơi chuyên sâu. Bởi vì như ban đầu Tịnh Đạt có trình bày đó là đây là một cái cuộc gặp gỡ không phải bình thường, mà đặc biệt chỗ là những tên cướp này trước khi xuất gia đó là có một cái sự thán phục về cái thần lực của ngài Kha Quan Đăng Nhá. Tịnh Đạt xin nhắc lại, đó là một cái vị đó là an trú trong thiền, và nhất là các vị A La Hán thì các ngài an trú trong cái thiền là không có cái gì để mà có thể hãm hại, ảnh hưởng đến cái tính mạng của ngài. Thì ở trong Bhatisamvita hoặc là trong Visuddhimagga có đề cập, có giải thích cái vấn đề này, cho nên Tịnh Đạt mới nói là hơi chuyên sâu một tí xíu. Thì sẵn nói thêm để cho chúng ta có một cái hình dung, đó là tại sao những cái vị tên, những cái tướng cướp này lại có một cái thán phục như vậy. Thì ở trong Patisamvida và Visuddhimagga có trình bày tức là 10, gọi là 10 phép thần thông. Thì trong 10 phép thần thông đó là có hai loại, đó là Jnana Viparaiti và Samadhi Viparaiti, tức là thần thông mà có sự can thiệp bởi trí tuệ và thần thông có sự can thiệp bởi thiền định. Này Tịnh Đạt sẽ copy cho quý vị thấy. Bởi vì có hai cái sự đặc biệt của hai cái loại thần thông này, khi mà các cái vị thánh tăng mà nhập thiền đó thì không có bất cứ một cái tác động nào từ bên ngoài
mà có thể ảnh hưởng gây đến các vị này. Chúng ta có thể kể đến đó là rất là nhiều trường hợp mà điển hình chúng ta hay nhắc đến và hay nhớ, đó là trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài đang nhập thiền định đó, thì có một con giác khá, con dạ xoa, nó dùng cái chì của nó để mà nó đánh vào đầu của Ngài. Thì diễn tả trong kinh đó là một cái cú đánh đó, nó có thể đánh chết một con voi hoặc là đánh tan một cái quả đồi, quả núi. Nhưng mà đối với cái vị A-la-hán Ngài Sariput mà nhập thiền diện thì nó không là gì hết. Nó không hề hấn là gì, nó không có hề hấn gì hết. Và trong trường hợp này cũng vậy, trường hợp của Ngài Khanu Kondanya, tuy rằng cả đống đồ chất kín hết lên cơ thể của Ngài, nhưng mà sáng hôm sau thì khi Ngài xuất thiền ra thì do là cái nhana vipaparaiti và samadhi vipaparaiti này nó bảo vệ không cho bị bất cứ một cái gì xâm phạm hay là làm tổn hại. Và những cái trường hợp khác cũng được đề cập đến đối với hai cái thiền này, có hai thần lực này, thần thông này, như là Sankichá mà chúng ta vừa học cái bài hôm trước đó, thì cũng là một cái trường hợp. Rồi trưởng lão Pakula, rồi hoàng hậu Samawati, hoàng hậu vợ của vua Udena, rồi cũng có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta có thể thấy được rằng là nhờ cái là Jnana Vipara Yathi và Samadhi Vipara Yathi bảo vệ, như là trưởng lão Sanchiva, rồi trưởng lão Khanu Kondanya chúng ta đang học đây. Và trong Patisamvida và Visuddhimagga, cái phần mà chương về thắng trí và các thần năng lực thần thông á, thì có cái sự giải thích rất là rõ ràng. Cho nên á, không phải đơn thuần đơn giản các cái vị tân sư là những người tên cướp mà quy phục, giống như là 500 tên cướp quy phục cái vị Sari Sankichá, không phải đơn thuần ở quy phục đâu quý vị ơi, mà là có nhân cái duyên hết. Thứ nhất là cái nhân cái duyên là những vị này là có cái điều kiện, có cái duyên sự, cái nhân duyên để mà gặp giáo pháp. Cái thứ hai đó là với ảnh hưởng của các vị trưởng lão này nè, cho nên mới nhiếp phục được cái tâm của những người mà là hung bạo như là những cái tên cướp nha. Nó không phải đơn thuần là, tại vì trong cái phần chú giải, chúng ta đọc cái phần chú giải của Ngài Pháp Minh thì nói rằng là diễn tả cũng là diễn tả khi mà Ngài Khanu Kondanya xả thiền ra thì các cái tên cướp này bỏ chạy tán loạn, nghĩ rằng là ma. Nhưng mà khi mà Ngài nói rằng ta là một vị tu sĩ thì tên cướp này xin được xuất gia. Thì nói như vậy thì chúng ta khó hình dung được tại sao lại có một cái sự kiện mà nó khó tin như vậy. Giống như bây giờ mà các vị xuất gia chúng ta mà đi ra ngoài đường hay là gặp những người mà hung dữ dữ dằn đó, bây giờ mà nó kêu họ xuất gia thì phải nói là đâu có được, mình gặp mình cũng sợ họ, nên chứ nói chi là họ đi theo mình. Thì đó là cái sự mà là do cái năng lực của thần thông, năng lực của thiền định, năng lực của trí tuệ của những cái vị trưởng lão là những vị thánh tăng A-la-hán, thì những tên cướp này đã bị khuất phục nha. Rất là ngưỡng mộ. Thì đó là cái sự chia sẻ của Thanh Đạt qua cái duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Và một cái điều nữa, có thể chúng ta lật ngược cái vấn đề đó, chúng ta lật ngược vấn đề
ai sống cả trăm năm ác tuệ không thiền định không bằng sống một ngày có tuệ tu thiền định. Nói như vậy cần phải nhấn mạnh một lần nữa, đó là tuệ và thiền định ở đây là phải cần hiểu là tuệ và thiền định đối với những bậc diệt trừ phiền não. Nếu mà chúng ta không có hiểu đầy đủ như vậy đó thì một ngày đi trường thiền, một ngày nghe pháp, một ngày tu thiền, một ngày học đạo bằng 100 năm thì phải nói rằng một cái hiểu rất là dễ vui, một cái hiểu rất là lười biếng ở trong cái học đạo, học pháp. Hiểu như vậy là coi như là một tuần, một tháng, hai kỳ nghe pháp như vậy đủ rồi. Thì như vậy tức là thối thất tinh tấn. Chúng ta hiểu như vậy là có thể là dẫn đến là cái việc đó là chúng ta càng ngày càng lười biếng trong cái việc tìm hiểu hay là học hỏi Phật pháp. Không phải là một ngày một buổi nó bằng cả 100 năm. Nếu như cái việc đó là cái việc mà lãnh ngộ giáo pháp, chứng đắc thánh đạo thánh quả thì phải nói rằng đúng như cái lời trong kinh nói là một ngày như vậy nó bằng cả trăm năm. Nhưng mà bây giờ chúng ta mà nghe pháp, học đạo, tu thiền một ngày một buổi mà chúng ta nói ô làm theo kinh Pháp Cú, học một ngày, tu thiền một ngày, có trí tuệ, có tinh tấn một ngày bằng cả trăm năm như vậy đủ rồi. Thì thôi, cái đó là lý do để mà được dễ vui. Thôi thì Tịnh Đài xin được kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 111 này ở tại đây. Xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị luôn luôn có sự an lạc tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Nam Mô Thầy Á. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Xin được xuống mic. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài Pháp Cú số 111 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và sư có trước máy không cho con xin một tín hiệu. Và con kính nhân mít đến sư. Và con kính nhân mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha anupaha vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anupaha vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha anupaha vena sada sati bhavantu te. Tất cả phương hoang có nên người cầu xin chư thiên hộ trì nên người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường nên người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rừng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đây quá ta, san ti vi ha ra qua si ni.